Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Talk Show của Rui và Steve. Mình là Steve đây. À, trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào một cái uh, báo cáo thị trường crypto và dự phóng thị trường năm 2023 của cái quỹ quản lý tài sản à, khá là có tiếng ở trong cái không gian uh, tài sản kỹ thuật số là là quỹ Vanex thì quỹ VanEck này là một quỹ tư nhân nó thành lập từ năm 1955 và tập trung chủ yếu vào cái việc là cung cấp cái dịch vụ truy cập cái quỹ ETF cho những người dùng cá nhân và những người dùng tổ chức có nhu cầu đầu tư vào quỹ ETF thì VanEck là một trong những cái công ty tích cực nhất trong cái việc mà đệ đơn xin cấp phép quỹ ETF Uh, cho Bitcoin và hầu như là năm nào thì Vanex cũng có đơn xin cấp cái giấy phép để mà thành lập quỹ ETF Bitcoin cho Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ SEC. Tuy nhiên rằng thì đến bây giờ thì họ vẫn đang bị từ chối nhưng mà năm nào cũng sẽ liên tục uh, đến hạn là họ lại gửi một cái đơn để mà xin cấp phép. Thì uh, năm nay uh, quỹ Vanex sẽ có một cái uh, báo cáo thị trường. Thì lần trước mình đã chia sẻ mọi người các cái báo cáo thị trường của Coinbase và rất nhiều các cái nhà quản lý quỹ khác thì uh, trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người uh, 11 cái dự đoán của quỹ Vanex uh, cho cái thị trường crypto vào năm 2023 và uh, cái uh, báo cáo thị trường của quỹ Vanex này là một trong những cái báo cáo thị trường mình nghĩ là dễ đọc nhất và dễ nắm mắt nhất uh, bởi vì đơn giản là trong cái báo cáo này họ đã gần như là tóm tắt chúng ta rồi ở trong cái báo cáo thị trường năm 2023 của quỹ Vanex thì họ tiên đoán có 11 cái tiên đoán. Đó. Và cái tiên đoán đầu tiên đó, và tiên đoán đầu tiên của họ là gì ạ? Tiên đoán đầu tiên của họ chính là Bitcoin sẽ có thể sẽ giảm xuống đến 10 12 000 đô ở trong quý 1. À, lý do tại sao họ đưa ra cái dự đoán rằng là Bitcoin sẽ à, giảm về 10 12 000 đô và họ nói rằng cái mức 10 12 000 đô này cũng là cái mức đáy của thị trường gấu lần này Đó, lý do thì họ có hai lý do để mà đưa ra cái tiên đoán là 12.000 đô này cái lý do đầu tiên ở đây á mọi người có thể thấy là cái làn sóng phá sản của những cái công ty đào bitcoin Đó, lý do họ đưa ra là gì cái việc khai thác bitcoin gần đây thì phần lớn là không có lãi do giá nguyên liệu nhiên liệu và giá điện tăng rất là cao đồng thời là giá Bitcoin thì lại giảm rất là thấp, khiến cho là các cái công ty đào Bitcoin hiện giờ là gần như là hoạt động nhưng mà trong thua lỗ. Vì vậy nên ở trong thời gian tới sẽ có rất nhiều công ty khai thác sẽ tái cấu trúc hoặc là phải bán mình cho các cái công ty mà lớn mạnh hơn. Đó. Thì vừa rồi chúng ta cũng đã nhìn thấy là có một số công ty khai thác Bitcoin rất là lớn và thậm chí là họ đã gọi là gì ạ? ipo thành công lên sàn chứng khoán hoa kỳ thì cũng đã phải nộp cái đơn uh, xin bảo hộ phá sản bởi vì họ uh, số bitcoin mà họ đào ra không đủ để mà họ trả lãi cho cái tiền mà họ đã vay trước đó để đầu tư vào các cái cơ sở vật chất để đào bitcoin đó. đồng thời thì uh, trong cái thống kê gần đây mình cũng đã thống kê cho mọi người thấy rằng là cái lượng bitcoin mà các thợ đào họ bán ra hàng ngày hiện giờ là nhiều hơn số bitcoin mà họ đào được có nghĩa là họ đang lấy cả bitcoin ở trong kho nghĩa là những cái bitcoin mà họ đã đào được trước đó đem ra bán với cái tốc độ là 1,5 lần nghĩa là ví dụ mỗi ngày thợ đào họ đào được 10 bitcoin chẳng hạn thì họ đang bán là một bán 15 bitcoin ra thị trường hàng ngày vì vậy nên cái kho dự trữ bitcoin của thợ đào cũng hiện giờ cũng đang giảm thì đấy là cái lý do đầu tiên mà vanex đưa ra để tiên đoán cho cái câu chuyện là bitcoin sẽ về đến cái mức là 10 đến 12 000 đô ở trong quý 1 và một cái tiên đoán thứ hai tại sao bitcoin sẽ về 12.000 đô đó là sự kiện gì ripple sẽ thua kiện SEC à, như mọi người biết ấy, thì uh, cái vụ kiện của ripple vào ủy ban chứng khoán hoa kỳ uh, đã bắt đầu từ năm 2020 đến giờ rồi à, và ở trong cái tiên đoán của quỹ vanek thì họ nói rằng là trong cái vụ kiện này thì ripple sẽ thua kiện và cái điều này sẽ xảy ra khi mà tòa án à, công bố kết quả vào cái quý 1 năm 2023, à, quý 1 năm nay. Đấy thì cái việc mà công bố kết quả này vào Ripple thực kiện sẽ là một cái sự kiện tiếp theo để mà nhấn chìm Bitcoin về cái mức 10 12.000 đô ở trong quý 1. Đó. Rồi, tiếp tục là à vậy sau khi xuống 10 12.000 đô vào quý 1 thì à, Bitcoin sẽ tiếp tục à, diễn biến như thế nào? thì cái dự đoán thứ hai của Vanek ở đây cũng đưa ra luôn một cái dự đoán về giá là vào nửa cuối năm 2023 Bitcoin sẽ tăng lên 30.000 đô la cái lý do tại sao mà họ đưa ra cái tiên đoán rằng là vào nửa cuối năm 2023 thì Bitcoin sẽ tăng lên 30.000 đô la có mấy lý do thứ nhất là lạm phát sẽ được kiềm chế lạm phát sẽ được kiềm chế thì hiện giờ mọi người cũng đã thấy được rằng là cái chỉ số lạm phát nó đang giảm đúng không ạ? Chỉ số đạm phát đang giảm và cái tốc độ tăng lãi suất của uh, của của Fed đã giảm rồi. Uh, cụ thể là lần gần nhất tăng lãi suất thì họ đã giảm tốc độ tăng lãi suất từ cái việc là tăng 0,75% sang chỉ còn tăng là 0,5% và dự kiến vào ngày 1 tháng 2, mùng 1 tháng 2 này chúng ta sẽ tiếp tục có một lần nữa tăng lãi suất của Fed và dự kiến của các chuyên gia thì lần này lại tiếp tục giảm tốc độ một lần nữa. Nghĩa là chỉ tăng 0,25% Bởi vì tiên lượng rằng là Cái chỉ số lạm phát Đã dần dần được kiềm chế rồi Đã dần dần được kiềm chế rồi Đấy là một điều Một cái lý do nữa là Cái câu chuyện Ngừng bắn Của Ukraine Họ tiên đoán rằng là Vào nửa cuối năm 2023 Thì sẽ có một cái thỏa thuận ngừng bắn Có thể xảy ra ở Ukraine và cái thỏa thuận ngừng bắn này á thì nó sẽ giúp cho cái áp lực về cái giá năng lượng được giải tỏa. bởi vì hiện giờ khi mà chiến tranh vẫn đang xảy ra thì cái chính sách năng lượng của tất cả các quốc gia đều đang thắt chặt khiến cho là năng lượng này, điện này và tất cả các cái thứ nó tăng giá và một số quốc gia thì họ hạn chế cái việc mà sử dụng năng lượng cho những cái công ty mà đào Bitcoin. Vì vậy nên cái nửa cuối năm 2023 khi mà một cái thỏa thuận ngừng bắn có thể xảy ra thì cái chính sách năng lượng nó sẽ được nới lỏng hơn và những cái farm đào những cái công ty đào họ sẽ đỡ bị áp lực hơn trong cái việc chi phí về năng lượng. Đồng thời là họ nghĩ rằng là gì? À, khi mà à, nửa cuối năm 2023 theo các tiên đoán của các cái chuyên gia thì đều nói rằng là có thể sẽ xảy ra một cái suy thoái. À, suy thoái khi mà suy thoái trở thành hiện thực thì cục dự trữ liên bang thì sẽ phải tạm dừng tăng lãi suất và họ sẽ lại phải làm gì ạ tiếp tục in tiền để để gọi là chám cho những cái lỗ hổng ở trong thâm vùng ngân sách của chính phủ Đó. và đây cũng là cơ hội để mà Bitcoin có thể tăng giá trở lại và vượt lại cái mức 30.000 đô. Thì đấy là hai cái tin đoán đầu tiên hai cái tin toán đầu tiên của quỹ nó rất là trực tiếp nó trực tiếp vào cái phần mà giá của bitcoin thứ nhất là giá bitcoin sẽ giảm đến 10 đến 12 nghìn đô vào quý 1 và sau đó sẽ tăng trưởng trở lại lên cái mức là 30.000 đô vào hai cái quý cuối của năm 2023 đó là hai tiên đoán đầu tiên của Vanex tiếp tục là gì ạ là đến các cái phần sau thì nói về cái việc mà ứng dụng và phát triển của crypto trong cái năm 2023 cái tiên toán thứ ba của nó là gì? các tổ chức tài chính sẽ gọi là token hóa hơn 10 tỷ tài sản ở ở gọi là ngoài đời sống thực lên chuỗi blockchain đó thì nó gồm rất nhiều thứ, nó rất nhiều thứ nó bao gồm cả những cái uh, tài sản như là nợ chính phủ, à, nợ chính phủ họ cũng đã sẽ cho lên cái chuỗi đó. và các cái khoản gọi là chứng khoán hay là uh, gọi là token hóa chứng khoán này À, tín phiếu kho bạc các thứ và hiện tại là các candle thì đã có kế hoạch triển khai là hơn 1 tỷ đô tín phiếu kho bạc của Hoa Kỳ và chứng khoán chính phủ à, với sự trợ giúp của Backdrop và Coinbase thì họ sẽ gọi là token hóa những cái thứ đó và cho phép giao dịch ở trên cái không gian giao dịch phi tập trung của market và giúp cho cái đồng đai là cái đồng stablecoin của market à, sẽ có thể dùng để mà giao dịch những cái thứ đấy Đồng thời là các cái khoản vay, khoản nợ, các cái chứng chỉ Tất cả các cái thứ đó sẽ làm cái làn sóng Sẽ được token hóa vào năm 2023 Và dự đoán là sẽ có hơn 10 tỷ đô la tài sản Ở bên ngoài chuỗi, ở bên ngoài đời thực Được token hóa và đưa vào cái không gian tiền điện tử Đây là một cái tiên đoán mình nghĩ rằng là rất là hay Nó sẽ mở rộng cái use case của blockchain ra rất là nhiều đúng không? Và ứng dụng sẽ được uh, càng ngày càng sát với thực tế hơn. Uh, và uh, nó sẽ uh, tạo điều kiện để uh, cho cái sự phổ cập của crypto uh, nó nhanh chóng hơn rất là nhiều. Uh, và tiên toán tiếp cũng làm cái tin đoán mà mấy hôm nay mình hay đăng ở trên Telegram. À, đó là câu chuyện uh, châu Mỹ Latin và Brazil sẽ nổi lên như một trong những cái quốc gia thân thiện với tiền điện tử nhất trên thế giới à, và họ sẽ mã hóa một phần cái này gọi là nợ công mọi người nợ công ở trên blockchain trên à, bởi vì uh, châu mỹ la tinh là một trong những cái quốc gia mà bây giờ cái sự phát triển uh, của dân số dân số họ rất là trẻ và đồng thời họ đang bị vấn đề về lạm phát à, lạm phát rất là dai dẳng à, và chính vì cái đó nó đã thành một cái gọi là động lực để mà thúc đẩy châu Mỹ Latin à, trong cái việc mà chấp nhận tiền điện tử và stable coin nhanh nhất trên thế giới. Thì có hai khu vực ở trên thế giới bây giờ rất là nhanh. Khu vực đầu tiên là châu Mỹ Latin và khu vực thứ hai là châu Phi. Rất nhiều anh chị em hay nói đùa rằng là bởi vì người ta nghèo nên người ta mới chơi crypto. Mọi người phải phải nhìn vào một cái góc độ khác, nhìn vào góc độ khác bởi vì đó châu Á này, châu Mỹ Latin này, châu phi này, là những nơi còn dư địa phát triển rất là nhiều và họ có lý do để mà họ đổi mới họ có lý do để mà họ đổi mới họ có động lực để mà đổi mới vì vậy nên họ là những cái thị trường mà sẽ chấp nhận và sẽ là những nơi thúc đẩy cho cái tiền điện tử phát triển đó còn những cái quốc gia kia rõ ràng đúng không? châu âu chúng ta thấy có vẻ chậm hơn bởi vì nó là một dân số già dân số già thì họ không có nhiều động lực trong cái việc đổi mới nhưng mà nhìn ngược lại thì mọi người thấy Mỹ đúng không? Mỹ là một quốc gia đã phát triển rồi Và đặc biệt nó cũng là cái thị trường crypto phát triển nhất trên thế giới luôn Đó. Vì vậy nên chúng ta không thể nghĩ trong đầu rằng là chỉ những nước nghèo mới phát triển crypto nước, Những cái nước nghèo và những cái nước ở trong cái vùng đang phát triển thì họ có động lực hơn và họ có điều kiện hơn trong việc phát triển crypto Dân số trẻ hơn, có khát khao hơn Và có dư địa phát triển mạnh hơn Đó, thì rõ ràng đó là ưu điểm đúng không? chứ không phải là những cái như mà chúng ta mỉa mai rằng là chỉ nghèo mới 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 ứng dụng mới theo đuổi crypto đó. thì dự đoán thứ tư của Vanex là gì Brazil sẽ nổi lên như một trong những quốc gia thân thiện với tiền điện tử nhất trên thế giới đó. dự đoán thứ năm là Twitter với cái sự hỗ trợ của Elon Musk bởi vì Elon Musk trước đó đúng không? họ Elon Musk trước đó đã làm chủ một cái kênh 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 gọi là kênh uh, một cái cuộc cách mạng trong cái việc mà giao dịch tiền online chính là PayPal thì bây giờ với cái sự hỗ trợ của Elon Musk Twitter thì họ nói rằng Twitter sẽ tăng cường thêm các dịch vụ thanh toán của mình. Đó, bởi vì hiện giờ Twitter đã xin được cái giấy phép uh, về tiền, về gọi là tài chính và cung cấp dịch vụ uh, thanh toán của các cái tiểu bang rồi. Đó, thì Twitter sẽ vươn lên trong năm 2023 bằng các cái dịch vụ thanh toán của mình và cạnh tranh trực tiếp hơn với những cái công ty mà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến khác ví dụ như là Venmo và các ứng dụng tiền mặt khác nó nó tưởng tượng như là một cái WeChat Pay đó thì uh, hiện tại hiện tại thì Twitter đã cung cấp cái dịch vụ gọi là tip cho những cái nhà sáng tạo nội dung ở trên chính cái nền tảng Twitter bằng crypto rồi các mọi người uh, nếu mà có tài khoản Twitter Mỹ thì lên một số cái 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 tài khoản Twitter sẽ có bấm thêm có cái phần gọi là tip cho cái người mà sáng tạo nội dung đó bằng crypto và bây giờ nó đang hỗ trợ là uh, Dogecoin, Bitcoin và Ethereum uh, thì kỳ vọng rằng là đến năm 2023 thì Twitter sẽ mạnh tăng cường hơn cái dịch vụ thanh toán thì không chỉ tip mà có thể là cung cấp thanh toán một số cái dịch vụ khác ở trên Twitter luôn uh, cái dự đoán thứ sáu là gì một quốc gia rất có thể là một quốc gia phụ thuộc và xuất khẩu dầu mỏ sẽ thông báo rằng họ sẽ bổ sung bitcoin và các tài sản yếu thuật khác vào quỹ tài sản quốc gia của mình. Đó. thì cái tiên đoán này á nó cũng nằm ở trong các cái dữ liệu mà vanex thu thập được. thì họ thu thập được rằng là gì ạ các cái quỹ tài sản có chủ quyền của Ả rập saudi đã bắt đầu khai thác bitcoin rồi mặc dù là ở quy mô nhỏ. đấy ngoài ra thì chính phủ nga cũng đã tuyên bố rất là rõ ràng cái ý định của họ giải quyết các cái giao dịch xuyên biên giới mà bây giờ đang bị các tổ chức tài chính thế giới kiểm chế bằng blockchain bằng tiền điện tử và cái hành động của họ hành động của nga là gì cái ngân hàng lớn nhất của nga là cái ngân hàng sbr bank gần đây thì họ đã tích hợp blockchain cái nền tảng blockchain của ngân hàng của họ với metamask và ethereum và nhiều phương tiện truyền thông của Nga cũng đưa tin rằng người Nga đang rất tích cực gom các cái máy đào Bitcoin vào cái tháng 11 vừa rồi. Vậy một quốc gia ở đây rất có thể, đúng không ạ? Rất có thể là Nga sẽ thông báo bổ sung Bitcoin và các tài sản của được số vào quỹ tài sản quốc gia của mình. Đây là một nghĩ nếu mà việc này thực sự xảy ra thì nó sẽ là một cái sự kiện rất là lớn cho cái không gian tiền kỹ thuật số. À. cái tiên đoán số 7 là thị trường stablecoin thì, à, stable thì vẫn tiếp tục phát triển thị trường stablecoin thì vẫn tiếp tục phát triển hai năm 2022 chúng ta thấy được rằng là cái thị trường stablecoin đã nó đã tăng hơn 10 lần so với trước đó à, hai cái chu kỳ chu kỳ 2020 2021 2022 nó là cái chu kỳ của uh, của stablecoin Mọi người có thể nhìn thấy ở đây. À, hiện tại ở trong top 10 market cap à, vốn hóa thị trường của crypto thì chúng ta thấy chễm chệ ở trong đó là có ba đồng stablecoin lớn nhất. À, đồng USDC, đồng USDT và đồng BUSD. Đó là ba cái đồng stablecoin mà bây giờ nằm chễm chệ ở trong top 10 vốn hóa ở trong thị trường crypto. Ở trong đó mọi người có thể nhìn thấy này. Cái tốc độ tăng trưởng của nó cũng kinh khủng khiếp. Đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy cái tốc độ tăng trưởng của của stablecoin. À, nếu mà tính theo tổng thể đi từ lúc nó hình thành và phát triển đến giờ. À, nhìn vào market cap này, mọi người nhìn này. Năm 2019 nhá. Đến cuối năm 2019 thì thì chúng ta mới chỉ thấy được rằng là market cap của USDT nó nằm ở 4,14 tỷ đô. 4,1 4 ,14 tỷ đô mà tính gì năm 2020 này, 2021 này, 2022 này là 3 năm thì cái USDT ấy, cái vốn hóa thị trường nó đã lên top vào ngày 24 năm 2022 với cái mức market cap nó là 83 tỷ đô. À, nó gấp 20 lần và nó phát triển chỉ trong vòng 3 năm là 2020, 2021 và 2022. Thực ra là chỉ có 2 năm trọn vẹn thôi, 2 năm rưỡi và cái vốn hóa thị trường của stablecoin USDT đã tăng gấp 20 lần. Mọi người thấy nó là một cái xu thế. À, và cái cuộc chiến stablecoin nó rất là mạnh mẽ vào năm 2022 vừa rồi. Điển hình là cái vụ Luna sụp đổ nó liên quan đến cái câu chuyện USDT, UST. UST là cái đồng stablecoin thuật toán đúng không? Phi tập trung của cái dự án Luna. Dự án cốt lõi của dự án Luna và nó bị đánh sập và sau đó thì mọi người cũng thấy là liên tục có các cái scandal các cái fud liên quan đến các stablecoin khiến cho rất nhiều stablecoin bị mất cái neo giá của nó so với cả một đô đó. tuy nhiên rằng thì cái nhu cầu stablecoin ở trong thị trường này á, nó vẫn hiện hữu và nó là cái nhu cầu chính khiến cho thị trường phát triển và theo cái dự đoán của VanEck thì năm 2023 chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thấy một cái sự phát triển bùng nổ của stablecoin và sẽ có một cái stablecoin phi tập trung mới sẽ đạt cái vốn hóa thị trường là 1 tỷ đô. Mặc dù là chúng ta thấy vào cái thời điểm mà Luna sụp đổ chúng ta thấy rất nhiều các cái stablecoin phi tập trung cũng bị gần như là bị 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 bị, bị, bị tấn công đó, bị tấn công bị mất neo giá bị rất nhiều thứ Đó, và người ta lưu người ta nghĩ rằng là uh, stablecoin chỉ có những cái stablecoin gọi là tập trung thôi ví dụ như là usdt usdc hay là busd là những stablecoin sẽ tiếp tục tồn tại trong thị trường nhưng mà các cái dự án mới ví dụ kể cả dự án ada này, hay là dự án uh, uh, AV này thì họ cũng đều có cái kế hoạch để mà đưa ra những cái stable coin phi tập trung mới của họ Tuy rằng UST đã thất bại rồi Nhưng mà chắc chắn là họ đã rút được rất nhiều bài học từ cái UST đấy Để mà phát hành ra một cái stable coin phi tập trung mới Và tiên đoán rằng là trong năm 2023 Chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cái stable coin phi tập trung Phi tập trung chứ không phải là tập trung Có thể là chạy theo kiểu thuật toán Hoặc là chạy theo kiểu thế chấp quá mức Ví dụ như là đồng đai chẳng hạn đó. thì chúng ta sẽ thấy một cái đồng tiền phục con mới vào năm 2023 và sẽ đạt một tỷ đô vốn hóa thị trường. Đó. cái tiên đoán thứ 8 là gì? tiên đoán thứ 8 ở đây là Ripple sẽ thu kiện SEC. cái cuộc cái, cái cái gọi là cái cuộc chiến pháp lý của công ty Ripple với cả ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ thì nó đã suốt từ năm 2020 rồi và công ty Ripple có sự hỗ trợ của rất nhiều anh lớn ở trong ngành nhé trong cái cái cuộc chiến pháp lý này bao gồm là gì hỗ trợ của Coinbase này hỗ trợ của hiệp hội blockchain này hỗ trợ này là càng ngày càng tăng và hiện giờ đã có 12 thực thể lớn đang cung cấp hỗ trợ pháp lý cho Ripple Đó. và cả hai bên là cả ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ và Ripple thì đều đã yêu cầu một cái phán quyết từ thẩm phán liên bang À, vì vậy có thể vào cuối kỳ một chúng ta sẽ có một cái phán quyết tóm tắt à, từ cái thẩm phán liên bang ở trong cái vụ án này. À, nhưng mà trước đó là vào cái hồi à, tháng 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 chín tháng 10 vừa rồi ấy, thì thì có một điều mà có vẻ như là không may lắm với cả apple xảy ra rằng là ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ SEC đã thắng kiện trong một cái vụ kiện tương tự. À, cái vụ kiện đấy thì SEC đã thắng kiện cái công ty xuất bản dựa trên blockchain là công ty LBRI mình nhớ là cũng có một cái thóc dâu ngắn mình nói qua về cái này rồi và cái việc mà SEC đã thắng cái công ty xuất bản blockchain LBRI này vào tháng 11 này thì nó đã trở thành một cái án lệ không tốt án lệ này á có thể sẽ gây lên bất lợi cho Ripple trong cái việc ra phán quyết sắp tới bởi vì họ có thể dựa trên cái án lệ rằng là Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ đã thắng kiện một lần thì với những cái lập luận ở trong cái vụ kiện thắng đó có thể sẽ được áp cho cái vụ kiện với cả Ripple đang diễn ra và Ripple sẽ gặp rất nhiều bất lợi thì theo cái tiên đoán của Vanet thì Ripple sẽ thua kiện SEC và nếu Ripple thua kiện SEC vào quý 1 thì nó cũng là cái sự kiện khiến cho Bitcoin về 12.000 đô theo cái dự đoán của Vanex à, cái dự đoán thứ 9 là Gary Gensler sẽ sẽ bị thôi việc, sẽ rời bỏ SEC, à, bởi vì là gì, à, ông bị chỉ trích rất là nhiều, cho đến hiện tại thì Gary Gensler à, bị chỉ trích rất là nhiều. Trước khi mà Gary Gensler lên nắm quyền ở ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ ấy, thì mọi người kỳ vọng lắm, bởi vì à, Gary Gensler là một giáo sư à, từng dạy blockchain đã từng dạy về blockchain và mọi người hy vọng rằng là cái người hiểu biết về blockchain như vậy khi mà nắm quyền ở ủy ban chứng khoán hoa kỳ sẽ thúc đẩy cho blockchain phát triển nhưng mà không đúng không nhưng mà không sau khi ông lên nắm quyền ở sec thì ủy ban chứng khoán hoa kỳ lại càng khó khăn hơn trong cái việc mà tiếp nhận blockchain và họ liên tục từ chối hoặc là trì hoãn các quy định về cung cấp giấy phép cho một cái quỹ ETF giao ngay một quỹ spot ETF mà chứa bitcoin thực với lý do họ đưa ra là thao túng thị trường nhưng mà ngược lại thì họ lại rất là dễ dàng cung cấp cái giấy phép cho những cái quỹ ETF future uh, tương lai cho cả hai đầu luôn cho cả đầu long và đầu short Đấy, họ đều đã phê duyệt và uh, cái uh, những cái quyết định của của Gary Gensler đã bị uh, rất nhiều các cái chuyên gia trong ngành phản đối đó, cụ thể như là gì bốn nhà lập pháp Hoa Kỳ đã từng gửi cho Gary Gensler một cái lá thư vào ngày 8 tháng 11 và chế giễu ông ấy về cái tiêu chuẩn kép của Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ khi nói đến tính minh bạch. Đó, và đại diện Đảng Dân chủ của New York cũng đã viết thư cho cơ quan kiểm soát Hoa Kỳ vào tháng 12 yêu cầu cơ quan giám sát lập pháp liên bang tiến hành đánh giá về sự thất bại của SEC trong việc bảo vệ công chúng khỏi sự quản lý kém và hành vi sai trái nghiêm trọng của FTX. Đó. bức thư này với lời lẽ mạnh mẽ cũng chỉ trích sự lãnh đạo của chủ tịch Gensler nói chung và ngay cả liên minh gồm 3.500 nhân viên của SEC cũng đang đấu tranh với chủ tịch về lương hưu Đó. rất nhiều thứ và có thể với những áp lực như vậy thì Gary Gensler trong năm 2023 sẽ là sẽ sẽ từ chức và sẽ có người khác lên lãnh đạo SEC bởi vì theo cái thống kê của họ là kể từ năm 1934 này, nhiệm kỳ trung bình của một chủ tịch Ủy ban chứng Hoa Kỳ là 2,75 năm và uh, trung bình là 2 năm ở chiến thắng. Đó. Và Gary Gensler thì đến năm 2023 cũng đã được hơn 2 năm rồi. Thì không biết rằng là là với cái tuyên đoán này của Vanek ấy, thì cái người uh, kế nhiệm của Gary Gensler sẽ như thế nào họ có phải là một cái người uh, có cái góc nhìn thoáng hơn ở trong cái thị trường crypto hay không à, và biết đâu chúng ta sẽ có một cái lãnh đạo mới của ASIC mà uh, ủng hộ nó ủng hộ blockchain ủng hộ crypto và chúng ta sẽ có một quỹ ETF vào cuối năm à, cuối năm 2023 đúng không ạ à, không gì là là không thể à, rồi à, tiếp tục tiên đoán thứ mười à, là tổng số người chơi à, Quất 3 hàng tháng sẽ tăng từ 2 triệu lên 20 triệu. Cái tiên đoán này được đưa ra là gì? Bởi vì năm 2022, năm 2021 và đầu năm 2022 chúng ta thấy là những cái sự bùng nổ của những cái game play to earn. Đấy, tuy nhiên rằng là những cái game đấy thì nói thực nó vẫn chưa thể so sánh được với cả những cái game truyền thống và uh, cuối năm 2022 vừa rồi chúng ta thấy những cái công ty rất là lớn về game chuyên về game truyền thống ví dụ kể cả công ty Square, Square Enix là cái công ty mà sản xuất cái siêu phẩm game Final Fantasy uh, cũng cũng đã cam kết trong cái việc mà phát triển một cái tựa game uh, tựa game trên nền tảng blockchain uh, và những cái công ty lớn khác ví dụ như là Ubisoft hay là EA họ cũng uh, có những cái cam kết và đang gọi là phát triển những cái tựa game lớn mà bây giờ người ta gọi là game AAA nghĩa là game gọi là những cái game bom tấn á, những game bom tấn thì cái dự báo của Vanek là năm 2023 chúng ta sẽ thấy cái sự xuất hiện của những cái game bom tấn của những nhà sản xuất game thực thụ, Đó, bởi vì họ nhảy vào trong cái thị trường game blockchain và họ phát hành game những game bom tấn thì nó thu hút được cái lượng người chơi. Sẽ tăng từ 2 triệu Lên 20 triệu người Hàng hàng tháng à, Còn cái dự đoán cuối cùng à, Cái dự đoán cuối cùng của Vanex là à, Năm 2023 Thì à, Ethereum 2.0 Sẽ cho phép Unstack à, Hiện giờ mọi người đang stack Ethereum ở trên, uh, trên mạng lưới Ethereum 2.0 Nhưng mà chúng ta chưa có ngày Cụ thể để có thể unstack Có thể rút được cái tiền này ra thì theo dự đoán của Vanex thì năm 2023 sẽ là cái năm mà uh, Ethereum chắc chắn sẽ cho phép người dùng unstake đó, rút tiền ra và khi mà uh, tiền được rút ra nghĩa là cái luồng tiền hai chiều đẩy vào và rút ra OK đúng không mà thuận lợi thì uh, cái niềm tin của mọi người ở trong cái mạng lưới Ethereum 2.0 sẽ tăng lên nhiều người ấy thì có góc nhìn xấu hơn rằng là khi Ethereum 2.0 cho phép unstake thì họ sẽ xả cái Ethereum đấy ra ngoài thị trường và khiến giá Ethereum rất thảm hại. Còn cái góc nhìn của quỹ vanex thì họ nhìn thấy rằng là nếu mà Ethereum 2.0 có cái lịch rõ ràng hơn trong cái việc mà cho phép người dùng unstake nghĩa là rút tiền ra khỏi Ethereum 2.0 thì nó là một cái sự kiện để mà tăng cái niềm tin của của người dùng của những nhà đầu tư đối với cả Ethereum bởi vì bây giờ là đầu cho vào và rút ra đều đã thông rồi và nó sẽ giúp cho cái việc là gì tỷ lệ phần trăm Ethereum được, được stack ở trên mạng lưới ấy, thậm chí sẽ tăng sẽ tăng bởi vì là rút ra thành ok rồi vào ra ok thì thì mọi người sẽ yên tâm hơn trong cái việc mà stack thì tỷ lệ phần trăm Ethereum được stack và sẽ tăng từ 13 phần trăm hiện tại lên đến 25 phần trăm gần như tăng gấp đôi Đó thì đây là 11 cái uh, dự đoán của Vanex cho uh, cho năm 2023. Mình nghĩ rằng cái thông cái cái uh, báo cáo thị trường và cái dự đoán thị trường của Vanex cho năm 2023 là một trong những cái báo cáo thị trường dễ hiểu nhất, nó đi vào trọng tâm nhất và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là ở uh, cái xu thế cái xu thế cho năm 2023 nó là gì? Đầu tiên là về giá đúng không Mình tóm tắt lại một chút đầu tiên về giá là đầu tiên Bitcoin sẽ về 10 12.000 ở quý 1 sau đó tăng lên 30.000 ở ở giữa năm. Đó, nửa cuối năm. Đó. Những cái lý do thì đã đưa ra rồi. Uh, Ripple thua kiện, sau đó là giữa năm thì đình chiến Ukraine ngừng bắn và tất, uh, Fed lại giảm uh, dừng cái việc tăng lãi suất, tiếp tục in tiền. Đó. Thì nó giúp Bitcoin uh, giảm 10 và sau đó tăng lên 30. Sau đó là cái làn sóng token, token hóa tài sản. Làn sóng token hóa tài sản sẽ bùng nổ vào năm 2023 với hơn 10 tỷ đô la tài sản ở ngoài chuỗi sẽ được token hóa lên. Các quốc gia ở châu Mỹ Latin như Brazil sẽ là những quốc gia điểm sáng thế giới về việc ứng dụng crypto. Twitter sẽ tăng cường hơn trong cái việc mà ứng dụng crypto trong cái dịch vụ thanh toán. Đó. Quốc gia lớn, có thể là Nga sẽ thông báo rằng là bổ sung bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác vào quỹ tài sản quốc gia thị trường stablecoin vẫn tiếp tục phát triển và chúng ta sẽ thấy một người thừa kế của ust vào năm 2023 tiếp đến là gary gensler sẽ rời rời xét và sẽ có một người kế nhiệm lên cái xu thế về game nó play to earn hoặc là blockchain game sẽ bùng nổ trở lại vào năm 2023 với cái sự gia nhập thị trường của những cái công ty chuyên về game như là EA Game, Ubisoft hay Square Enix và cuối cùng là Ethereum sẽ sự kiện Ethereum cho phép người dùng rút tiền ăn stack sẽ giúp cho cái lượng stake thậm, không giảm thậm chí là tăng hiện giờ là 13% tổng cung của E và có thể tăng lên thành 25% tổng cung của E vậy với góc nhìn này thì Ethereum sẽ có một tương lai khá là tươi sáng đúng không ạ? Ok, thì đấy là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ mọi người trong cái video này. À, nếu mà mọi người thấy video này có ích thì hãy cho Rui và Steve một like, một share. À, và mọi người có thể tham dự vào cái kênh Telegram của Rui và Steve ở trong cái mô tả của video này. Mọi người bấm vào mô tả sẽ thấy cái link đó để có thể nhận được những thông tin mới nhất của Rui và Steve. Hẹn mọi người ở trong những cái video tiếp theo.